các cô dì chú bác, chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường live của Lê Minh. Thì cả nhà ơi, hôm nay mình mời cả nhà hãy cùng đi trải nghiệm với mình khu vực bãi sau của thành phố Vũng Tàu một chút xíu nhé. Thì hôm nay là cái ngày thả diều của thành phố Vũng Tàu nên mong cả nhà hãy cùng đi trải nghiệm với mình một chút, xem cái khung cảnh của bãi sau như thế nào của cái ngày thứ bảy này. Mời cả nhà hãy cùng đi với mình để tham quan nhé. Let's go. Cả nhà xem cái khung cảnh của bãi sau thành phố Vũng Tàu đây cả nhà. Trước mặt mình đây là khu vực bãi sau của thành phố Vũng Tàu của chiều thứ bảy đây cả nhà nhé. Thì cả nhà nhìn đây là cái bao quát của thành phố Vũng Tàu của chiều thứ bảy. Đấy, nhìn rất là đông luôn. Cả nhà nhìn những con diều có vẻ đẹp không? Đây là những con diều cá mập. Đấy, nhìn cả nhà nhìn những cái diều rất là đẹp. Mời cả nhà hãy cùng đi trải nghiệm với mình nhé. Của cái buổi thả diều hôm nay rất là đẹp phải không cả nhà? Mong rằng xem cái video này cả nhà thấy đẹp và hay, hãy cho mình một like, một chia sẻ nha cả nhà ơi. Cái không khí của chiều thứ bảy của thành phố Vũng Tàu rất là đông vui và nhộn nhịp. Cả nhà nhìn thấy người rất là đông vui này. Cả nhà nhìn những con diều rất là đẹp. Đấy, cả nhà nhìn này, những con diều này, các loại diều luôn. Rất là đẹp không phải cả nhà. Mình zoom lại cho cả nhà xem những con diều rất là đẹp không cả nhà này. Đấy, những con diều rất là đẹp phải không cả nhà. Các loại động vật luôn. Diều cá mập rất là đẹp. Để mình đi xuống khu vực bãi biển cho cả nhà ngắm nhé. Hôm nay biển cũng hơi gió, nếu ồn thì mong cả nhà hoan hỉ. Một khung cảnh rất là đẹp. Đúng là một chiều thứ bảy đáng giá của mùa hè năm nay cả nhà. Cũng mong rằng năm nay đừng có bùng phát dịch như mỗi năm nữa để cho cư dân mạng tới du lịch. Lượng người rất là đông. Cả nhà nhìn cái xung quanh bao quát của cái bãi sau thành phố Vũng Tàu rất là đông. Nhìn cô nàng rất là xinh này. Đây, mình đứng ở bãi biển, mình quay trở vào, cả nhà nhìn xem này. Những cái diều rất là đẹp. Đây là hai ba con cá mập, cả nhà nhìn ba con cá mập rất là lớn này. Đấy, cả nhà nhìn thấy khung cảnh đẹp không cả nhà? Hôm nay là 28 tháng 4, chiều thứ bảy của thành phố Vũng Tàu. Một khung cảnh rất là đẹp. Nhìn những người dân tắm biển, cả nhà nhìn này, rất là đông. Nhìn những cháu nhỏ tắm biển này. Một khung cảnh không chê vào đâu được, phải cả nhà. Đấy, nhìn cả nhà. Để mình lại chỗ những con diều chú gấu cả nhà xem. Đây cả nhà nhìn, để mình zoom lại cho cả nhà xem những con diều bằng chú gấu này, đẹp không cả nhà?
những cái chú tôm phải ra thi luôn nè, rất là đẹp. Đây tôm và sari đây cả nhà. Một khung cảnh diều rất là đẹp phải không cả nhà ơi. Cả nhà hãy mạnh tay cho mình một like, một chia sẻ nhé cả nhà. Đây những cái diều, đây là diều cá mập này cả nhà này. Mình zoom lại cho cả nhà xem này. Đấy, những con diều rất là đẹp. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều, những khung cảnh rất là đẹp. Đấy, cả nhà nhìn những con diều đẹp không? Một bãi người, một rừng người luôn cả nhà, nhìn là mình zoom cho cả nhà xem đấy. Người đông nghẹt. Không chơi vào đâu được. Những con diều. Đây là những con diều cá mập. Những tàu hôm nay là cái ngày hội thả diều nên thành thử những con diều rất là đẹp. Ở nhà nhìn những con diều đẹp. Nếu như có ồn thì mong cả nhà hoan hỉ cho mình nhé. Đây cả nhà xem, mình zoom lại một rừng người cho cả nhà xem. Một rừng người luôn. Phía xa kia là cái cột cờ của trung tâm thành phố Vũng Tàu đấy cả nhà. Nhìn bà con đi tắm biển, ngồi chơi rất là đông vui. Một khung cảnh thật tuyệt vời. Diều cả nhà, nhìn cái con diều rất là đẹp, dễ thương cả nhà. Cả nhà nhìn là diều trên cao này, cả nhà nhìn thấy không, ở trên cao này những con diều trên cao rất là đẹp. Mình zoom cho cả nhà xem. Một khung cảnh rất là đẹp. Cả nhà. Đây cả nhà, mình đi lại sát vào cái con cái dù diều cá mập. Diều cá mập rất là to lớn, rất là đẹp. Một con diều thật là tuyệt vời. Đây cả nhà, con diều cá mập này thật là đẹp, đúng không cả nhà? Diều rất là to lớn luôn đấy cả nhà nhìn. Đây cả nhà nhìn con diều, diều cá mập rất là hoành tráng luôn đấy cả nhà nhìn, con đang bay ở trên này rất là đẹp luôn.
cả nhà xem thấy đẹp hay hãy cho mình một like, một chia sẻ nhé cả nhà. Một rừng người luôn, cả nhà nhìn thấy không? Rất là đông của cái ngày hôm nay này. Cái khung cảnh không còn gì bàn cãi, rất là đẹp của một mùa hè 2023. Cả nhà nhìn thấy khung cảnh diều rất là đẹp đúng không cả nhà? Các loại diều. Giờ này cũng 5 giờ chiều rồi cả nhà, nhưng rất là đông người tắm biển. Mình zoom lại cho các anh xem là rất là đông này. Một lượng người rất là đông của chiều thứ bảy. Không biết là 30 tháng 4 này và 1 tháng 5 này lượng người không biết cỡ nào luôn. Những con diều rất là đẹp. Một lượng người rất là đông. Giờ chiều nhưng bầu trời cũng rất là trong xanh đẹp. Diều bay rất là cao, nhìn những con diều rất là đẹp. Thấy một cái bùi thả diều rất là đẹp đúng không cả nhà? Cái không khí mùa hè năm nay thật là sôi động. Của cái đầu mùa hè này chưa gì mà đã đông khán giả tới tắm biển cũng như thả diều xem một cái bùi thả diều hôm nay. Zoom gần cho các nhà xem. Cả nhà nhìn đây là tôm. Cả nhà nhìn thấy con cá mập đẹp. Với khung cảnh tuyệt vời. Thì tâm video cũng hơi dài nên mình cũng xin phép dừng tại đây. Mong cả nhà hãy hoan hỷ cho mình
Một lần nữa mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác đã đồng hành cùng với mình trong suốt thời gian qua. Một lời tri ân nhất tới các cô dì chú bác và các bạn. Mình hẹn lại các bạn trong video kế tiếp nhé. Thì các bạn xem thấy hay thấy đẹp hãy cho mình một like, một chia sẻ nhé cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà.